Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gọi các chỉ số thống kê gồm chỉ số trung bình, phương sai, độ lệch, sai số trung bình và hệ số biến động bằng cái phần mềm Excel. Ở đây thì hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lấy cái menu Data Lizard ra, thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái hàm là hàm Discrete Static để chúng ta gọi các chỉ số thống kê này ra. Các bước để thực hiện cách gọi cái chỉ số thống kê ra thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1 là chúng ta nhập dữ liệu vào bảng Excel. Các bạn có thể là nhập theo cột hoặc là theo dòng. Bước 2, các bạn chọn menu Data Analysis. Sau đó nó sẽ xuất hiện một loạt các hàm. Ở đây thì chúng ta chọn cái hàm là hàm Discrete Static. Tiếp theo chúng ta chọn cái khối dữ liệu của chúng ta khai báo là theo hàng hay là theo cột. Nếu các bạn theo cái báo nhập dữ liệu vào bảng là theo cột thì các bạn phải khai báo là theo cột. Còn nếu các bạn nhập dữ liệu là theo hàng hay là theo dòng thì các bạn phải nhập cái tích của cái chỗ là theo dòng. Thứ ba, trong khi các bạn nhập dữ liệu, nếu mà các bạn nhập vào cái nhãn đầu tiên tức là cái tên của mẫu thì các bạn phải check vào cái ô Label First Row. Còn nếu mà các bạn không nhập cả tên mẫu vào thì các bạn bỏ cái check này đi. Bước thứ tiếp theo là các bạn tích vào hai cái ô, một là cái ô Summary và ô thứ hai là Confidence Level 95%. Tiếp theo là các bạn chọn cái ô để xuất kết quả ở phần Output và cuối cùng ấn OK thì nó sẽ ra được cái bảng kết quả. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bước làm. Đầu tiên là chúng ta có cái bảng nhập dữ liệu. Ví dụ ở đây là mình nhập dữ liệu là theo cột với số quả chắc trên cây của ba giống đậu xanh là x1, x2 và x3. Chúng ta sẽ có khối dữ liệu x1, x2 và x3. Bây giờ mình sẽ lấy từ cái bảng Excel này, giờ mình sẽ tiến hành phân tích để lấy các chỉ số thống kê. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Bước 1 chúng ta vào data. Bước 1 chúng ta khai báo dữ liệu. Ở đây là mình khai báo theo hàm dòng này. Bước 2 chúng ta vào menu data, data analysis. Bước 3 chúng ta tìm hàm discrete static rồi ấn OK. Tiếp theo chúng ta khai báo khối dữ liệu đầu vào. Các bạn có thể ở đây các bạn bôi đen cả cái khối này, hoặc là các bạn bấm vào đây cũng tương tự như vậy, các bạn bôi đen. Các bạn chú ý khi mà các bạn bôi xong như thế này mà các bạn bấm vào chỗ khác thì cái địa chỉ của cái input đầu vào nó sẽ sai và lúc làm nó sẽ báo lỗi, do vậy chỗ này các bạn cẩn thận. Nếu chúng ta nháy vào cái vùng chọn dữ liệu thì chúng ta có thể mở rộng lại cái ô Discrete, còn thường thì mình sẽ bôi đen luôn ở đây, để chuột ở đây và chúng ta bôi đen. Với cách bôi này các bạn sẽ để ý là mình sẽ lấy cả ba cái tên mẫu là x1, x2 và x3. Còn nếu mà chúng ta bôi như thế này chúng ta không lấy tên mẫu. Thường thì trong phân tích này thì thường chúng ta sẽ bôi cả ba cái để chúng ta biết cái tên mẫu đó là gì. Tiếp theo là cái khối dữ liệu này được chúng ta sắp xếp đó là hàng hay là cột. Đây là mình dùng cột, mình tích vào cột. Còn nếu các bạn là hàng thì các bạn tích vào row. Tiếp theo là các bạn tích vào cái ô đầu tiên là cái ô tên mẫu. Nếu các bạn không khai báo tên thì các bạn bỏ cái ô này đi. Cái bước output ở đây thì chúng ta chọn cái vùng xuất ra cũng tương tự như là cái vùng vào, các bạn để chuột ở đây. Các bạn chọn một ô bất kỳ, ví dụ mình để đây. Hoặc là các bạn nên xuất ra một cái sheet mới hoặc là cái workbook mới, tùy. Các bạn xuất ra sheet mới thì các bạn vào đây và chọn cái sheet mới. Còn workbook tương tự như ở đây thì mình chọn ngay ở cái bảng này thì mình tích vào đây. Tiếp theo chúng ta chọn cái Summary Static và Confidence mức ý nghĩa 95, rồi chúng ta vẫn OK. Nó sẽ ra cho các bạn một cái bảng phân tích về các chỉ số thống kê của cả ba cái mẫu mà các bạn có. Ý nghĩa của từng mẫu ở đây thì mình đã ghi sẵn ở đây rồi, các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất là giá trị trung bình là mean, sai số tiêu chuẩn, điểm giữa, độ lệch, phương sai, khoảng cách,
điểm lớn nhất, nhỏ nhất, tổng, số mẫu, mức ý nghĩa. Đây là những chỉ số thống kê thông thường ở trong phân tích thống kê và được ứng dụng nhiều trong sinh. Ngoài ra thì ở đây thì mình có đưa ra thêm một số cái ý nghĩa về cái phương sai, độ lệch, hệ số biến thiên, độ nhọn, độ nghiêng, thì các bạn có thể tham khảo thêm bằng cách là các bạn tạm dừng cái video để các bạn đọc. Thứ nhất là phương sai, một biến ngẫu nhiên, rồi độ lệch chuẩn hay là độ lệch tiêu chuẩn. Cái một, phương sai, độ lệch, hệ số biến thiên. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách so sánh hai số trung bình. So sánh hai số trung bình ở đây thì là một cái phương pháp sử dụng rất nhiều trong thống kê. So sánh hai giá trị trung bình nào đó của hai cái đối tượng. Cả cái việc so sánh này dựa trên cơ sở thống kê để xác định được sự giống nhau và khác nhau ở cái mức ý nghĩa hay là cái độ tin cậy nào đó, thường là 0.05, 0.01 hoặc là 0.001. Ở đây ở trong sinh thì có rất là nhiều những cái bài toán nó liên quan đến cái dạng so sánh hai số trung bình. Ví dụ như là ở đây là so sánh ảnh hưởng của hai cái loại thuốc trừ sâu đến khả năng diệt sâu hại. So sánh ảnh hưởng của hai cái chế độ ăn đến trọng lượng của vật nuôi. So sánh nồng độ trì giữa hai nguồn nước. Ở trong cái thống kê thì chỉ dựa vào sự khác nhau giữa hai cái giá trị trung bình của hai mẫu là chưa đủ để kết luận cho cả một cái quần thể hay là một tập hợp. Do vậy, các thông số khác cần quan tâm như là gồm phương pháp chọn mẫu, độ lớn, độ tin cậy mong muốn. Trong cái quá trình so sánh hai số trung bình thì thường người ta đưa ra những cái giả thuyết như thế này. Thứ nhất là giả thuyết H0. Giả thuyết H0 ở đây là giả thuyết rất là quan trọng. Người ta giả thiết rằng là cái giá trị trung bình của hai cái tập hợp mẫu giống nhau. Trong cái quá trình phân tích, sau quá trình phân tích mà chúng ta thu được cái T thực nghiệm nhỏ hơn T alpha thì cái giả thuyết H0 này được chấp nhận, tức là hai cái giá trị trung bình này tương đương nhau. Còn nếu mà T thực nghiệm lớn hơn T alpha thì cái giả thuyết H0 này bị bác bỏ, nghĩa là hai cái giá trị trung bình này có ý nghĩa khác nhau. Ở trong cái phân tích so sánh hai số trung bình thì có hai cái dạng là dạng T test và dạng Z test. Trong đó dạng T test được dùng khi đại lượng quan sát ở hai mẫu là liên tục, phân bố chuẩn với phương sai bằng nhau và số lượng mẫu nhỏ hơn hoặc là bằng 30. Các bạn chú ý cho mình là T test được ứng dụng, được sử dụng với lượng mẫu là nhỏ hơn hoặc bằng 30. Còn cái test thứ hai là Z test thì được sử dụng khi mà cái lượng mẫu nó lớn hơn 30. Ở trong hàm T test thì có ba cái dạng T test khác nhau. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó là T test to sample, assuming equal variant. Ba cái dạng này thì tùy từng cái mục đích khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng cái hàm nó khác nhau. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài toán liên quan đến so sánh hai số trung bình. Ví dụ như là người ta so sánh số quả chắc trên cây của hai giống đậu xanh, người ta thu được cái bảng kết quả x1 và x3. Bây giờ chúng ta dựa vào cái hàm T test để chúng ta đánh giá cái sự khác nhau số quả chắc trên cây của hai giống đậu xanh này là có khác nhau hay không. Thì trước tiên là chúng ta sẽ khai báo cái dữ liệu. Ở đây cũng tương tự như là trước, tôi khai báo dữ liệu theo hàng dọc x1 và x3. Do cái số lượng mẫu của x1 và x3 ở đây tôi lấy ví dụ nó rất là ít. Do vậy là gì? Chúng ta chỉ sử dụng hàm T test. Thì các bạn sẽ tiến hành như sau. Sau khi khai báo xong, chúng ta chọn menu Data. Tiếp theo chọn Data Analysis. Tiếp theo các bạn chọn cái hàm T test. Đây các bạn sẽ để ý đây, ba hàm T test và một hàm Z test. Ở đây thì chúng ta sử dụng cái hàm T test pair to sample for mean. Cách khai báo của hàm T test như sau. Thứ nhất là chúng ta khai báo cái khối dữ liệu của cột 1, cũng tương tự như là khai báo về các chỉ số thống kê. Chúng ta có thể là để chuột đây hoặc là tích vào đây đều được. Khai báo khối dữ liệu thứ hai. Tiếp theo các bạn điền 0 vào đây là giả thuyết H0. Nhãn label các bạn tương tự, nếu mà các bạn bôi cả tên mẫu thì các bạn tích vào đây. Alpha chúng ta để là 0.05.
output thì chúng ta tùy các bạn, vị trí thì các bạn để đâu các bạn để. Các bạn di chuyển đây, chọn một điểm ở đây, ví dụ mình chọn vị trí này, ấn OK. Sau đó nó sẽ ra một cái bảng kết quả sử dụng cái hàm t-test. Đây, hàm t-test đây, đây là kết quả mình làm trước. Thì ở đây với cái hàm t-test này thì các bạn chú ý các giá trị, ví dụ như là trung bình, phương sai, kích thước mẫu, giả thuyết H0. Trong đó thì các bạn chú ý cho thầy cho mình là cái t thực nghiệm là t start, và cái t thứ hai là t tra bảng một chiều, t tra bảng hai chiều. Trong đó thì chúng ta ở đây khi cái t start này này lớn hơn cái t tra bảng một chiều thì chúng ta chấp nhận được cái giả thuyết. Còn nếu mà cái t đấy nó nhỏ hơn, chúng ta chú ý vào cái t, hai t, một là t thực nghiệm hay t start, và thứ hai là t tra bảng một chiều và t tra bảng hai chiều. Khi mà cái t start hay là t thực nghiệm nó nhỏ hơn hoặc bằng ấy thì cái giả thuyết được chấp nhận. Giả thuyết ở đây chúng ta đưa ra giả thuyết ban đầu đó là hai cái giá trị trung bình này nó bằng nhau. Còn khi t này nó lớn hơn t thực nghiệm, t start lớn hơn t thực nghiệm, t thực nghiệm lớn hơn t tra bảng, hay là t start lớn hơn t tra bảng, thì ở đây hai cái kỳ vọng mẫu hay là hai cái giá trị trung bình này nó khác nhau ở cái mức ý nghĩa, đó là 0,05. Khi làm với các bài này thì các bạn chú ý cho thầy đó là cái công cụ, cái Excel này nó chỉ là cái công cụ ở trong phân tích thôi. Và các bạn sau khi các bạn có cái bảng này thì các bạn phải đưa ra được một cái kết luận, đó là cái giả thuyết H0 có bị bác bỏ hay không, cái giá trị trung bình của các mẫu mà chúng ta đem phân tích nó có khác nhau hay nó bằng nhau ở cái mức ý nghĩa, đó là 0,05. Với cái hàm z-test thì cũng trong chúng ta cũng làm tương tự, nhưng tuy nhiên khi sử dụng hàm z-test thì chúng ta sử dụng với những cái khối lượng mẫu là nó lớn. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy, ví dụ ở đây cũng một bài tương tự là so sánh số quả trắc trên cây của hai cái giống này, đậu tương hay đậu xanh. Chúng ta thu được hai cái khối dữ liệu là XA và XB với cái số lượng mẫu lớn hơn 30. Thì khi cái số lượng mẫu này lớn hơn 30, các bạn phải sử dụng hàm z-test. Cách làm cũng tương tự như là với hàm t-test. Chúng ta sẽ tiến hành như sau. Khai báo dữ liệu theo hàng hay là theo cột. Tiếp theo, chúng ta chọn menu Data, Data Analysis. Chọn hàm z-test to sample for mean. Tiếp tục, chúng ta khai báo cái dữ liệu đầu vào. Khi làm với hàm z-test này thì các bạn cũng tương tự khai báo khối dữ liệu đầu vào, một là XA. Tiếp theo khai báo khối dữ liệu đầu vào của XB, khối thứ hai. Tiếp theo giả thuyết ở đây là chúng ta ghi là 0. Khi làm với hàm z-test ở đây thì nó sẽ yêu cầu thêm cho các bạn phải biết trước được cái phương sai. Thì phương sai ở đây chúng ta muốn biết được thì chúng ta lại sử dụng cái hàm discrete static để chúng ta tính ra, xác định được cái phương sai của cả hai cái mẫu là này nó là bao nhiêu. Ví dụ như ở đây tôi biết trước nó là mẫu 1 phương sai là 3,2, còn mẫu 2 nó là 32,30. Cũng tương tự như vậy, vừa nãy tôi bôi là tôi bôi cả cái phần XA và XB, do vậy tôi sẽ tích vào cái ô label rồi chọn mẫu đầu ra. Các bạn chú ý khi mà chúng ta tích vào đây thì nó sẽ nhảy lên cái phòng 1. Chúng ta phải để chuẩn lại cái URL output range này, sau đó chúng ta chọn cái vị trí kết quả xuất đầu ra rồi OK. Đây là cái bảng kết quả đầu ra. Ở trong cái bảng z-test kết quả đầu ra cũng tương tự như vậy, nó sẽ cho các bạn là giá trị trung bình, phương sai, độ lệch đã biết, rồi kích thước mẫu. Trong đó chúng ta cũng quan tâm là cái ZTN, tức là Z tra bảng, Z thực nghiệm, Z critic này, critical này là Z tra bảng một chiều, Z critical là Z tra bảng hai chiều. Trong đó chúng ta khi mà chúng ta đưa ra được cái bảng này, chúng ta phải kết luận là Z tra bảng với so với Z thực nghiệm nó như thế nào. Nếu mà Z thực nghiệm nó lớn hơn Z tra bảng thì cái giả thuyết H0 bị bác bỏ. Giả thuyết H0 bị bác bỏ
thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai cái đấy nó có sự giống nhau hay là khác nhau ạ? Ở đây là giả thuyết không ban đầu là bằng nhau hay là giống nhau, ở đây là khác nhau. Còn nếu mà giả z thực nghiệm nhỏ hơn hoặc bằng z trang bảng thì chấp nhận cái giả thuyết H0, tức là nó bằng nhau. Trên đây là toàn bộ cái bài so sánh hai số trung bình.